Ngày 27 tháng 1 năm 2018, có lẽ hơn 90 triệu người dân Việt Nam đều ngồi trước màn hình TV để xem những hình ảnh ấn tượng này. Những hình ảnh hơn mọi lời nói. Đã rất lâu rồi, bóng đá mới lại đem lại cho người Việt nhiều cảm xúc đến thế. Thi đấu đầy nỗ lực dưới tuyết trắng Thường Châu, dù không giành chiến thắng trong trận tranh ngôi vô địch trước Uzbekistan, những huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đội tuyển U23 Việt Nam vẫn là những người hùng mở ra chương mới cho bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc không chỉ mang đến một thứ bóng đá hiện đại, khoa học và hiệu quả trên sân cỏ, mà còn biết cách truyền lửa, khơi dậy tinh thần thi đấu của các học trò và tạo nên nhiều hứng khởi cho những người yêu bóng đá. Tinh thần quyết thắng của huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt ra ngoài khuôn khổ của bóng đá. Nó trở thành niềm cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa niềm hứng khởi toàn xã hội để Việt Nam bước vào năm 2018 với nhiều thành tựu kinh tế xã hội vượt hơn cả mong đợi. Trên thực tế, kinh tế thế giới năm 2018 tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ. Căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Những thay đổi phức tạp của tình hình kinh tế chính trị thế giới cùng với yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đòi hỏi công tác xây dựng đảng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, cần có những đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 2018, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 7 khóa 12 thảo luận và thông qua nghị quyết 26 NQTU về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Với quan điểm, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Nghị quyết 26 đã xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trung ương cũng đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đặc biệt đối với cán bộ cấp chiến lược là thực sự hiểu biết về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín, trên 15% dưới 45 tuổi, từ 40 đến 50%, đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng kế hoạch luân chuyển để thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, tổ chức các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp,
định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội cho các nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Nghị quyết 26 cũng đưa ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Nghị quyết 26 NQTU là một bước phát triển mới về công tác cán bộ của Đảng, bám sát yêu cầu xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Năm 2018, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt. Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử và kết án 9 và 10 năm tù với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, các bị cáo đã trợ giúp hoạt động của hệ thống đánh bạc ngàn tỷ trực tuyến công nghệ cao với hơn 42 triệu tài khoản đăng ký và tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới 9.800 tỷ đồng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016. Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật các ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Thông tin Truyền thông, Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Cao Duy Hải, Tổng Giám đốc Mobile Phone vì những sai phạm trong dự án Mobifone mua 95% cổ phần Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng đối với ông Tất Thành Cang do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước. Các quyết định xử lý kỷ luật đảng là bước đầu tiên, mở ra quá trình điều tra, xét xử và xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn tiếp theo của các cơ quan chức năng đối với các cá nhân vi phạm. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trưởng ban, thì công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có bước đột phá và đạt được nhiều kết quả toàn diện tích cực rõ rệt. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm. Quan điểm nhất quán của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là phải tiếp tục tích cực, chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với quyết tâm chính trị cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung vào những lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh vi phạm, vào những vấn đề mà đảng đang cần, cán bộ đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Và khi đã xác định rõ dấu hiệu vi phạm thì phải kịp thời kiểm tra, kết luận chính xác, khách quan và xử lý kiên quyết nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, kể cả đối với những đồng chí là cán bộ cao cấp của đảng, nhà nước, có vi phạm. Năm 2018, với phương châm hành động, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng. Nhờ vậy, kinh tế Việt Nam đã có nhiều khởi sắc ở cả ba khu vực sản xuất, cung và cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017, mức tăng cao nhất 11 năm qua.
Chỉ số CPI bình quân cả nước năm 2018 tăng 3,54%, hoàn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát Quốc hội đề ra. Năm 2018 được coi là năm thành công của khối doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký kinh doanh bổ sung thêm vào nền kinh tế gần 3.887.000 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2018 gần 165,3 nghìn doanh nghiệp. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đi vào hoạt động, trở thành đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước. Sự ra đời ủy ban là bước đi quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Khối doanh nghiệp tư nhân đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2018, Vingroup trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. Sự kiện VinFast ra mắt tại Paris Motor Show 2018, triển lãm ô tô danh giá nhất thế giới, đã điền tên Việt Nam lên bản đồ công nghiệp chế tạo ô tô toàn cầu. Các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn ở Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò và đóng góp to lớn cho nền kinh tế, trở thành mũi nhọn trên một số lĩnh vực đầu tư như du lịch, chế biến thực phẩm, công nghệ viễn thông, hàng không. Điển hình như Vinamilk, Sun Group, Thaco, Masan, FPT, Vietjet, Hòa Phát. Các tập đoàn này không chỉ dẫn đầu ở các lĩnh vực hoạt động trong nước mà còn xây dựng phát triển thành công những sản phẩm, công trình mang tầm vóc khu vực và thế giới, giúp thăng hạng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự phát triển của các tập đoàn kinh tế tư nhân là minh chứng cho đường lối đúng đắn phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước. Với sự ra đời của Nghị quyết 10 NQTU về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng phát triển đất nước, kinh tế tư nhân Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển to lớn. Chú trọng thực hiện các giải pháp tập trung khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tư nhân, trong đó ban hành những cơ chế, chính sách để tăng khả năng tiếp cận tín dụng, tiếp cận dịch vụ tài chính, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Năm 2018, chỉ số tiếp cận tín dụng Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp vị trí 29 trên 190 quốc gia, tăng 3 bậc so với năm 2017 và đứng thứ tư trong khu vực ASEAN. Song song với những thành tựu về kinh tế, lĩnh vực y tế giáo dục cũng có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận. Ngân hàng Mô đầu tiên của Việt Nam đã khai trương ngày 16 tháng 10, 2018 tại Bệnh viện Việt Đức. Đây là địa chỉ tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, cung ứng, trao đổi mô nhằm mục đích khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong tháng 12, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã ghép thành công 6 tạng cho 5 bệnh nhân từ một người cho chết não. Việt Nam đã làm chủ được các kỹ thuật ghép tạng quan trọng và thường gặp trong lâm sàng như thận, tim, gan, tụy, phổi, tiến hành hơn 1.500 ca ghép mỗi năm với tỷ lệ thành công tương đương nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Trong lĩnh vực giáo dục, năm 2018 chứng kiến 7 đội tuyển dự Olympic khu vực và quốc tế tiếp tục đều đoạt huy chương, trong đó có 13 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Ngày 3 tháng 12, 2018, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố luật giáo dục đại học sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2019. Luật giáo dục đại học sửa đổi tạo cơ sở pháp lý quan trọng, thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, bảo đảm sự hội nhập quốc tế. Một mặt là các cơ quan chủ quản thì không muốn buông cái quyền ra, với một cái lý do cho rằng nếu buông các đại học ra thì rất có thể các trường đại học sẽ không chịu sự quản lý và dẫn đến có thể có những cái phát triển lệch lạc. Nhưng mà điều đáng nói là ngay bản thân các trường đại học
thì cũng không phải đã sẵn sàng để rời bỏ cái bầu vũ bao cấp của ngân sách nhà nước, quyết tâm đặt ra. Và ban đầu là thí điểm một vài trường, sau đó thì mở rộng ra gần 20 trường. Và tới năm vừa qua thì trong quá trình soạn thảo luật giáo dục đại học mới thì việc tự chủ các trường đại học đã được luật hóa. Đấy là một cái sự thay đổi mà theo tôi đánh giá là một cái dấu mốc hết sức quan trọng và có tính lịch sử của cái nền giáo dục. Trên lĩnh vực đối ngoại, năm 2018 đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Trong đó nổi bật là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 25 đến 27 tháng 3. Tại Điện Élysée, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Pháp và Việt Nam có mối quan hệ rất đặc biệt với sự gắn bó mật thiết về lịch sử, văn hóa, xã hội. Bày tỏ vui mừng trải qua 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược, hai nước đang chứng kiến giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất với nền tảng hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên đang có những cơ hội rất lớn để có thể đưa cái quan hệ hai nước sang một cái tầm cao mới. Đây là cái việc hợp tác trên các lĩnh vực, không chỉ là quan hệ song phương mà hợp tác trên các vấn đề có tính chất toàn cầu và phản ánh đầy đủ lợi ích của hai bên. Tôi có thể nói thêm một chút về cái chuyện là Pháp là người chủ trương rất mạnh cái việc mà ủng hộ chủ nghĩa đa phương, ngăn chặn những cái và ủng hộ cái tôn trọng luật pháp quốc tế, cái lập trường của Pháp về các vấn đề khu vực, về các vấn đề quốc tế và các vấn đề khu vực. Đó là một vấn đề tôi nghĩ rằng nó phản ánh đầy đủ lợi ích của cả hai bên. Hai bên nhất trí đẩy mạnh các biện pháp tăng cường thương mại hai chiều, thúc đẩy các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước trong lĩnh vực viễn thông, năng lượng, hàng không, nước sạch, biến đổi khí hậu, môi trường, hỗ trợ các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước thâm nhập sâu vào thị trường của nhau. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, tư pháp và một số dự án hợp tác giữa các nhà đầu tư hai nước. Tháng 6, 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhà vua, hoàng hậu, hoàng gia, chính phủ Nhật Bản đã dành sự tiếp đón trọng thị cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với nghi lễ cao nhất. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp gỡ Nhật Hoàng Akihito, hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe, hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện và lãnh đạo chính giới Nhật Bản. Trong các cuộc hội đàm, lãnh đạo cấp cao Nhật Bản đều khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách của Nhật Bản đối với khu vực, sẵn sàng hợp tác vì sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển thông qua việc tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác và đầu tư trị giá gần 2 tỷ USD. Tháng 3, 2018, trong chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, hội kiến với toàn quyền Australia và Chủ tịch Thượng viện Hạ viện, dự lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Australia với sự tham gia của hơn 400 doanh nhân,
nhà đầu tư hai nước tại Sydney. Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất trí thiết lập các cơ chế tiếp xúc ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Bộ trưởng phụ trách Kinh tế. Dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia với chủ đề Tăng cường an ninh và thịnh vượng khu vực, lần đầu tiên được tổ chức tại Australia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu nêu lên quan điểm về những định hướng quan trọng cho quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Australia với hai ưu tiên lớn là tăng cường hợp tác kinh tế và đảm bảo hòa bình, an ninh ở khu vực. Xuất phát từ các cái kết quả đạt được của chúng ta, cái quá trình đổi mới, quá trình cải cách của chúng ta và những các cái chỉ số, những các cái cơ hội mà được quốc tế đánh giá trong thời gian vừa qua là rất tích cực, nên là cái sự quan tâm của các doanh nghiệp cũng rất là cao. Hơn nữa thì chúng ta hai nước thì lại đều là vừa mới là ký cái CPTPP, cũng là cái thành viên của cái hiệp định hết sức quan trọng này, mà hai nước đều là những cái thành viên tích cực. Cái thứ ba là chúng ta là hai nước lại đang xây dựng một, đã nâng cái tầm quan hệ lên thành cái đối tác chiến lược của nhau. Thế nên là nó đã thúc đẩy cái sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp đối với cả cái thị trường Việt Nam. Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, ngày 1 tháng 10, 2018, Việt Nam đã triển khai một đơn vị độc lập bệnh viện dã chiến cấp 2, được phiên chế 63 thành viên, tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Trước đó, các sĩ quan của Việt Nam cũng đã thực thi các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Chủ trương tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nằm trong chiến lược hội nhập quốc tế và chính sách đối ngoại quốc phòng theo đường lối của Đảng, thể hiện quan điểm giữ nước từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ngày 21 tháng 9, 2018, sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được Đảng, Nhà nước và các y bác sĩ tận tâm chăm sóc, cứu chữa, nhưng đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần ở tuổi 62. Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang. Hơn 45 năm hoạt động, từ khi là học viên Trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương, đến khi giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí gắn liền với lực lượng công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tích cực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao vai trò vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí mất đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Nguyên thủ các nước trên thế giới đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về mất mát to lớn này. Ngày 23 tháng 10, 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Trước Quốc hội và cử tri cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ: dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ:
tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cũng tại kỳ họp này, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 12 tháng 11 năm 2018. CPTPP được coi là Hiệp định Thương mại Tự do lớn thứ ba thế giới và sẽ được thực thi từ năm 2019. Hiệp định sẽ giúp mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, cải cách chính sách theo hướng minh bạch và thông thoáng hơn. Cũng tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò giám sát tối cao của Quốc hội, đáp ứng mong đợi của cử tri và đồng bào cả nước. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tiếp tục là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là thước đo hiệu quả hoạt động của những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, đồng thời là động lực để những người được tín nhiệm cao tiếp tục phát huy, cống hiến. Những người chưa được tín nhiệm cao sẽ phấn đấu khắc phục khuyết điểm, nâng cao hiệu quả công việc. Nếu như đầu năm 2018, người Việt Nam được bắt đầu năm mới bằng cảm xúc vỡ òa tại Thường Châu tuyết trắng, thì vào những ngày cuối năm, sau 10 năm chờ đợi, ngày 15 tháng 12, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã làm thỏa lòng mong mỏi của người hâm mộ cả nước bằng chức vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2018. Hành trình đến ngôi vương của thầy trò Park Hang-seo hoàn toàn thuyết phục và xứng đáng. Việt Nam bất bại ở vòng bảng, thắng Philippines ở cả hai lượt trận, gặp Malaysia ở chung kết, chiến thắng 1-0 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, giành thắng lợi chung cuộc 3-2 và đăng quang ngôi vô địch. Màu cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên sân Mỹ Đình đã khép lại một năm 2018 nhiều thắng lợi.